thì nghe chuyện tiếp nhá. Đấy là bạn yêu ăn cỏ no rồi, nhưng mà bạn yêu lại chưa muốn về nhà. Thế là bạn yêu quên mất lời mẹ dặn, bạn yêu chạy ra công viên chơi, bạn yêu trèo lên chỗ cầu, bạn yêu trèo lên, bạn yêu trượt xuống này, trèo lên lại trượt xuống này, nhưng bạn yêu vẫn chán. Thế là yêu lại đi vào rừng chơi. Thế là yêu quên mất lời mẹ dặn. Lúc đấy có một bạn gấu. Ồ, bạn gấu đi qua, bạn gấu đi từ trong rừng đi ra này. Có bạn yêu đấy, bạn yêu con hổ đấy, một cái lúc bạn yêu con hổ đi là bạn gấu này. Bạn gấu ôi chưa rồi, ôi chưa ngã, thế là bị ngã, đừng làm nữa ngã. Thế là bạn gấu mới đi từ trong rừng đi ra. Gấu liền bảo: chào yêu ba cổ. Bạn yêu ạ: cháu chào bác gấu. Bạn gấu ạ: ôi thế yêu đi đâu đấy, yêu đi chơi ở đâu đấy? Bạn yêu trả lời: cháu đi vào rừng ăn quả đây, cháu chán ăn cỏ non rồi. Thế là bác gấu liền bảo: nhưng cháu đã xin phép mẹ chưa? Bạn yêu đã xin phép mẹ chưa nhỉ? Chưa, đúng không? Thế là bạn yêu bảo: nhưng mà mẹ cháu không có nhà nên cháu không xin phép được. Thế là bác gấu dặn: yêu ơi, cháu không được đi chơi xa, kẻo lạc đường đấy. Thế là yêu nhớ lời mẹ dặn, cũng vâng lời cả bác gấu. Thế là yêu bảo: cháu cảm ơn bác, cháu sẽ chờ mẹ cháu về rồi cháu mới đi cùng mẹ cháu. Thế là bạn yêu quay trở về nhà. Đi về nhà thôi, không đi chơi lang thang, kẻo mà làm sao nhở, không đi chơi, đúng rồi, lạc đường đấy. Thế là bạn yêu đi về rồi, bạn yêu về nhà đóng cửa lại. Thế là một lúc sau, chiều đến, mẹ bạn yêu đi làm về. Mẹ bạn yêu đi về nhà rồi. Mẹ bạn yêu gõ cửa: cốc 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 cốc, yêu ơi, yêu con ơi, mẹ đã về rồi, mở cửa cho mẹ thôi. Thế là bạn yêu nghe thấy tiếng mẹ đi ra mở cửa. Gặp mẹ bạn yêu, bạn yêu chào như thế nào nhỉ? Chào mẹ. Đúng rồi, con chào mẹ ạ. Mẹ bạn yêu bảo: thế hôm nay con ăn cỏ no chưa? Bạn yêu bảo: con ăn no rồi, nhưng con không đi chơi xa, con phải chờ mẹ về xin phép mẹ con mới đi chơi, con không đi chơi xa vì con sợ lạc đường, đúng chưa? Thế là mẹ bạn yêu xoa đầu con, yêu con của mẹ thật là ngoan, ngày mai mẹ cho yêu đi chơi nhá. Thế là hai mẹ con đi về nhà, đóng cửa lại, đi ngủ.